tay con á hả? Ừ, không sao. Ồ, chấm tay con. Chấm trống hả? Mẹ đâu có quay được sang nhà đâu. Giờ anh thử quay phụ mẹ nè. Tiếp cân. Ừ, đau tay hả? Đau tay. Đau tay có sao không? Sơn à, chia cái cân này cô chú. Kẹt. Ừ, cân, cân. Đánh trống hả? Sơn à, đánh trống nè cô chú. Đánh trống thì tân 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 tao bị coi chuối đi nè. Ừ, giỏi.